Rồi, ok này. Rồi, cô bật lên đi. Vâng, cô cứ cho lên đi. Đấy nhá, xem là đây con này là 2,2 kg này. Tải nặng này. Đấy. Thôi không thì cô cứ thả xuống đi cũng được. Tôi phải làm phiền cô một tí vậy. Đây nè, đây nha, tiếp tục này. Rồi, đây là tới cho bộ mẫu mới để cho khách xem này, thực tế này. Motor chạy 2,2 kg nhá, chạy qua bộ điều khiển này. Rồi, ok nhá. Đây là em đang nhờ bên nhà bác hàng xóm. Để quay thực tế cho các bác xem là cái bộ điều khiển này chạy cho motor 2,2 kg, chạy có tải luôn. Đây, dây đang căng đét này, giữ xô cát đầy luôn. 50-60 cân đấy. Đấy, cô ấy bảo cỡ tầm khoảng độ 50-60 cân. Đấy nhá, em đang tiếp tục thị phạm trực tiếp cho khách các bác này. Thì xô cát thực tế luôn nhá. Đấy, bây giờ cô ấy đang chạy này. Đang chạy qua cái bộ điều khiển nhà em này. Đấy, đây là con 2,2 kg, motor 2,2 kg nhá. Đấy, đang kéo lên tầng 3 này. Đấy, chạy ok nha các bác nhá. Rồi, em cảm ơn các bác nhá.